Nhóm người nhà ấy, cô sang lấy thịt nhé. Rồi, ok. Ừ, các đi sang lấy thịt và làm ra cây nhé. Không, không bao giờ rồi, thì đi. Cái chuồng của tôi phải bơm nước tôi rửa sạch sẽ con lợn xong rồi nó bắt đầu cái khô ráo rồi bắt đầu lên chưa là vâng các bác ơi, nay anh em chúng tôi như là không ăn thịt gà nữa và đi đụng lợn các bác này. Đây thì ông anh ra trách nhiệm tôi đi sang lấy lợn về thì các bác ấy thì sang các bác chia ra đây. Thì hôm nay anh em tính là cái loại lợn sạch ấy thì nó cũng không được lạc lắm rồi đây. Nó cũng vừa mỡ vừa lạc thôi đây. Các bác các bà chỉ chia thế này thôi này. Thế bây giờ thì cái món này anh em ta cũng chia ra và sắt từng miếng một rồi. Thế bây giờ thì cái này thì mình ướp để tóc ướp để nướng thôi. Thế còn đây riêng cái món này để làm giá cầy này. Cái thịt làm giá cầy này là các bác cũng hơ sạch cho xong cũng băm từng miếng một cho là chia đều như cân chia đều lắm rồi đấy. Vâng các bác ơi, giờ em đi đào giềng nhá, để ra tí anh hiện ra anh ấy ướp. Càng nhiều giềng càng ngon. Giềng quá, cực dã nhỏ ngon không bằng nhỉ? Ngon lắm. Vừa mua về đấy, để rừng đấy. Giờ chưa đến đâu. Chân à? Tê chân được, nó không biết rằng mà tê chân nó cứ cười. Ồ khám. Ra cày đã đun xong đến nơi rồi kìa. Đợi mãi cho anh cũng quên rồi, anh em bác trưởng ban chỉ đạo là ướp trước thì được. Đấy, ướp xong rồi cho vào lòi. Anh xem có cái gì ý kiến thì phát biểu. Cái đó anh gọi gì kia? Kia nó có cá. Để cho khá đấy. Cho vào đây. Cái đó nó mặn. Thịt nướng này có cái bột này từ bên Thổ Nhĩ Kỳ các bác. Này mấy em còn ăn chay các bác. Chay thịt. Cái này là bột gọi là đặc chủng của ngành thịt nướng này. Nó kia nó bị màu. Đây cho thêm cái. Cái này nó có hạt tiêu thôi. Cá cà mì chính vậy nhé. Có. Cái đầu anh nhỉ? Cái đầu vào đây. Thế anh cho cái xỉa đầu vào đây nhỉ? Cái này lúc anh giờ đã chọc qua rồi đúng không nhỉ? Chọc rồi. 15 phút thôi, 10 à 30 phút một nhé. Nhưng mà anh em mấy vừa rồi mua được cái bếp này 2 triệu mấy bạc. Mấy tấn? Cho mấy tấn. Có giống cái bếp bên kia không? Mình lên này đúng đơn sương. Cái này nó có số không? Có cái này có nhiệt độ mấy. Nó chả biết có phải đơn sương hay không, nhưng người ta mang từ rừng này. Nhiệt độ rồi nó ngắt. Cứ thế chỉ ngay đâu. Chữa cái xe thùng xăm. Không, cái này chốt tương an. Vâng, bác cái cắm đấy. Bác ấy chị em. Ông bạn, bác bạn chị em. Thử rất mũi. Ui, phải thơm nhau nhỉ. Đó chứ chứ. Đấy đi thì mũi. Thơm bác ông nhỉ. Quá thơm. Đó chân giò. Cái này, cái 15 phút là đã mua cái này cái đây. Nhâm tối thì em mà có nghĩ rau xà lách kia thì về để tí nữa mình sẽ quấn với cái món thịt nướng này.
Đấy, cái dòng cái rau xanh tía là ăn nó dôi đó. Tiết mục sườn nướng, nướng sườn. Tôi cho xong cho bốn cái này vào. Đấy, cho bốn vào được. Ném một cái xiên. Ui giời, long dãy này các bác ơi. Long dãy này, cái này đi. Ơi. Còn mỗi cái món Thái này là xong mâm cơm này các bác này. Vâng các bác ơi, còn cái món thịt nướng là món cuối cùng nhé, bây giờ đã xong rồi Thái long hổi này. Xin mời mọi người cùng thưởng thức cái món thịt nướng và món tạc cầy mấy anh em chúng tôi. Xin mời mọi người thưởng thức. Vâng, đây còn món tạc cầy nữa. Thơm quá. Ngon quá tạc cầy. Ngon, thơm này cơ mà. Này kỹ quá. Nhưng có kho tìm kỹ nữa mới dốc xương. Thưởng thức thôi, món tạc cầy đây là bác ơi. Đây rồi, tôi bác ơi, tạc cầy nữa. Đây giá cày và thịt nướng này. Ê, ê. Đó là tình huống mà Tiến Linh và Duy Mạch mong là những người đã có mặt ở sát tổ môn của Văn Lâm. Hai mấy hồi kia ăn mạnh ấy mà. Bán được bán chưa còn nữa. Đã còn này. Chà, chúng ba em ăn kìa, ui ngon vậy. Thế con cong ăn đi. Thế bác thấy cái sườn nướng của nó ngon không? Ngon đấy. Đây cái món thịt nướng này, đây mình quấn với cái lá rau này này, xong là ai thích ăn mặn thì chấm thêm tí nước xít, mà không ăn mặn cứ thế quấn vào là ăn là vừa, vì thịt mình ướp nó cũng vừa rồi. Ăn miếng chả cài đi. Làm miếng rán nữa. Này còn cháo lỏng nữa. Không có hạt tiêu tiêu bắp nữa, tiêu ngon. Ít cái đồ tôi. Đấy, tự bật. Quay ngoan, cái đen này còn ngon. Được cái đầm thì dễ chịu. Hôm qua là giờ chuyển ăn bột sắn rồi đấy. À, cháo cháo cháo. Em tưởng ăn bột sắn. Bát ba ba. Cháu bà. Cái này ăn cho nó có sữa. Ngon lắm. Cái cháu bà có cái chả cầy đi ngon lắm. Đây em bỏ qua đi. Không, đi đấy đi.